Để thực hiện và hoàn thành tốt công tác bầu cử lần này, Ban chỉ đạo bầu cử quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, lồng ghép việc học tập với nói chuyện chuyên đề, phổ biến các nội dung về luật bầu cử, luật tổ chức chính quyền năm 2015, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện công tác bầu cử. Qua 4 đợt kiểm tra của ban chỉ đạo đối với các cơ quan đơn vị trong toàn quân khu thì nhìn chung các cái cơ quan đơn vị đã tiến hành tốt cái công tác chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử lần này. Đặc biệt là đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác chuẩn bị cái nhân sự của lực lượng vũ trang tham gia bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Thì cái này đã được chuẩn bị chú đáo ngay từ đầu và chủ động. Thường vụ Đảng ủy quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thống nhất giới thiệu cán bộ lực lượng vũ trang quân khu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, lực lượng vũ trang quân khu có 4 đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, 6 đồng chí ứng cử vào Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và 101 đồng chí ứng cử vào Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Chúng tôi cũng đã tổ chức phối hợp với các cấp, các ngành, ban bầu cử các cấp để tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, rồi là niêm yết danh sách là ứng cử viên, danh sách cử tri, rồi một số cái đơn vị như ở xa, như ở Đào Mắt, Đào Ngư, rồi các đơn vị làm nhiệm vụ ở trên cái tuyến biên giới phía Tây, thì chúng tôi cũng đã có các phương án, các cái kế hoạch bảo đảm cho cử tri các đơn vị này để tham gia phối hợp với địa phương để thực hiện tốt cái quyền bầu cử. Trong cuộc bầu cử các cấp lần này, lực lượng vũ trang quân khu 4 có 45 điểm bỏ phiếu riêng tại đơn vị và 166 điểm bỏ phiếu chung với địa phương. Các đơn vị đã phối hợp với địa phương và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, tổ chức xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các điểm bầu cử của đơn vị và các khu vực bầu cử được phân công đảm nhiệm. Tổ chức giáo dục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ thấy được vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử, nắm chắc kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của tiểu đoàn. Chủ động phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị bạn nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị ở các cơ quan, đơn vị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Với trách nhiệm của mình, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã và đang thi đua làm tốt mọi công tác chuẩn bị để các cử tri trong quân khu phát huy quyền làm chủ của công dân. Lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, lãnh đạo, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển bền vững.